Dạ vâng, em không xin chào toàn thể tất cả bác và tất cả anh em. Thì bên em cũng đã vệ sinh xong những cái cặp lo B-Way nhau quá nha. Thì EV thì bên em cũng đã vệ sinh xong cặp 1S18 này, rồi cặp sub S15, cặp sub và cặp sub S18. Và tiếp tục là những cái cặp B-Way thì bên em cũng vừa vệ sinh xong được một cặp nha bác. Vệ sinh xong một cặp. Thì ở đây là cặp B-Way 1015 nha bác nhá, full bass 40 một tiếp kẹt. Đó, thì em cũng lên video về chi tiết cặp lo này để cho các bác theo dõi và tham khảo về cái giá trị của cái sản phẩm này nha. Vâng. Và bộ này là một cái cặp full bắt 40 bộ chip kẹt thùng nhựa composite, thùng nhựa composite nha bác nhá, sằng cát đó. Và thùng này thì còn cực kỳ là đẹp nhá. Đây là thùng vách, ở đây thì em đã tháo sẵn một cái lò bát ra để quay cho các bác, còn tí nữa em sẽ quay bên phía bên trong xung quanh cho các bác xem. Đấy, đây nha. Thì về thiết kế của nó là thùng nhựa giống như là dòng BR15 nha bác nha. Đấy, cái cứu nó giống như là BR15 đó bác. Nhưng mà BR15 là nó từ neo. Đó là bát từ neo. Còn cái đời 1015 này, 1015 của Imbuce thì nó sẽ sử dụng là từ thường. Đấy, từ thường nha. Đây, canh phía trước lưới sắt này, logo nhãn hiệu B-Way này. Đấy, cái canh sắt nha bác nha. Thùng vách nó là y chang con một con BR15 luôn. À, xung quanh này chỗ tay nắm quai sắt này bác nhé. Dòng này có thể làm monitor nha bác, monitor cho bác sử dụng ngoài trời. Với thiết kế thùng nhựa thì nó sẽ bền theo năm tháng nha bác nhé, bền theo năm tháng, nó không có như là cái dòng thùng gỗ. Thùng gỗ thì các bác sợ mưa ướt rồi ấm ướt thì thùng vách nó nở. Nhưng mà riêng cái thùng nhựa này thì nó sẽ không có cái dịch vụ đó. Và cũng như là nhiều bác sẽ có thắc mắc là ngồi trời mưa rất to, nó hơi bị ồn nha bác nha. Miền Trung thì đợt này mưa to. Nhiều bác thắc mắc là thùng nhựa hay hơn hay là thùng gỗ hay hơn. Cái câu này là hầu như là bác nào cũng đặt cái vấn đề này đó. Nhưng mà em trả lời cho các bác rằng tùy theo cái thiết kế và tùy theo cái phân tầng, tùy theo lo đó. Chưa chắc thùng gỗ đã hay hơn thùng nhựa, và cũng nhiều model, tùy theo model nữa nha mấy nha. Và nhiều model thùng nhựa nó không hay bằng thùng gỗ, mà nhiều model thùng gỗ nó lại không hay bằng thùng nhựa. Nên là mình không đặt vấn đề là thùng gỗ hay là thùng nhựa hay, mà cái hay hay không ở đây ấy, là cái chất âm, cái tiếng nó ra, là cái lo, cái model nào hay thôi đó. Chứ mình không quan tâm là cái thùng nào hay, thùng gỗ hay thùng nhựa hay nhau đó nha, mà chúng ta sẽ quan tâm đến chất âm nó ra của cái model và của cái dòng lo đó, nó hay hơn hay không. Tại vì mỗi model nó mỗi khác nhau nha bác nha, mỗi model nó mỗi khác nhau, chứ không phải là mỗi model nào nó giống model nào. Nếu mà các bác hỏi em thùng nhựa hay là thùng gỗ hay á, thì nó phải đặc biệt, nó phải trùng một loại, như là ví dụ như mình sẽ ở đây là cái con 1015 này là nó thùng nhựa đi, nhưng mà khi mình bón cái con 1015 này, bát của con này, bát của con này và chép của con này vào một cái thùng gỗ để mình so sánh, thì cái đó mình mới biết được nha bác nhá. Từ đó mình mới biết được. Chứ còn nếu mà một cái model, ví dụ như model 1015 mà các bác so với cái model 15 này cũng bắt 40, con này bắt 40 thùng gỗ, con này cũng bắt 40 mà thùng nhựa, thì bác quát khối nào hay hơn, thì em bao cho các bác là cái con 1015
hay hơn rất là nhiều, hay hơn rất là nhiều. Đó, nên là nhiều bác đặt vấn đề với em là như thế, nên là em cũng giải thích cho các bác trong video này để các bác hiểu. Đấy. À, rồi để vào cái cặp loa thì ở phía sau thì các bác thấy là logo B-Way, logo B-Way nha. À, ở đây thì nó sẽ có trọng lượng này là 25,4 kg trên một thùng. À, rồi phía tiếp theo là sẽ có một cái jack Newtrick cho các bác chế độ B-Arm. B-Arm ở đây thì các bác sẽ lấy phần lao và phần 2, tức là nếu mà chúng ta chơi ở một cộng một trừ thì chúng ta sẽ lấy phần bát súc, còn chúng ta sẽ chơi 2 cộng 2 trừ đấy, thì chúng ta sẽ lấy phần full mid chép ở phần chép đấy, hai là dây cao còn lao là dây thấp, chúng ta sẽ lấy phần dây cao. Thì ở cái cổng nuôi chích, cái cổng nuôi chích nha bác nha, cái cổng nuôi chích rồi em sẽ quay cho bác xem. Đây là cái cặp Newtrick để chúng ta sử dụng, cắm vào này. Đấy, cắm vào và lách qua. Đó, rất là cứng nha. Khi chúng ta tháo thì chúng ta cũng sẽ ấn vào cái miếng inox này, chúng ta sẽ kéo ra và chúng ta sẽ vặn ngược lại và rút ra. Rồi, dính là rồi, tê chưa? Và ở phía trong cái rắc này thì nó sẽ có bốn cái cọc, bốn cái cọc là một cộng một trừ và là hai cộng hai trừ. Đó, nên là khi cái rắc này mà chúng ta sẽ đấu vào một cộng một trừ á, chúng ta sẽ đánh vào dây thấp. Khi đưa vào cái cọc cái cổng đưa chiếc này thì chúng ta sẽ đánh vào dây thấp, và nếu mà hai cộng hai trừ thì chúng ta sẽ vào dây cao. Đó, ok nha bác nha. Đó là chế độ B-Arm. Còn ở chế độ full ranger thì ở phía dưới này nha bác nha. Full ranger là nó sẽ ở phía dưới này. Đó, nó sẽ có hai cổng, nó là chỉ có một cộng trừ thôi. Hai cộng hai trừ nó sẽ không ra tiếng nha bác nha. Nên nếu các bác nó có ra tiếng thì cũng rất là bé. Đó, chúng ta chỉ đóng đúng là một cộng trừ. Ở trong full ranger thì nó sẽ ra bát chép luôn nha bác nha. Ra bát chép luôn. Các bác lưu ở chỗ này hoặc là cái cổng 6 ly này. Đó. Lo này là lo 8 ohm. Đó, lo 8 ohm nha bác nha. Đấy. Lo 8 ohm và công suất của lo này các bác thấy là nó max power lên đến là 2000W. 2000W nha. Một công suất cực kỳ là lớn nha bác nha. Đấy. Và tại sao cái công suất nó lớn như vậy thì các bác nhìn này. Đó là cái quả bát của nó. Từ 22V100 nha bác nha. Từ 22V100. Đó, bát 40 rồi. Từ 22V100 và B-Way, nên là nó sẽ chịu đựng được cái công suất rất là lớn, và khi mà đánh vào những cái dòng công suất lớn thì tiếng nó rất là hay nha mấy em, đặc biệt tiếng cực kỳ là hay. Đó, đây là cái phía đằng sau của cái loa B-Way nha bác. Đấy, ok nha. Rồi, ở trên này thì nó sẽ có một cái tem B-Way này. Đấy. Đây thì USA này bác nha. Nói chung là nó cái chỗ này nó hay bị cầm nắm nha bác. Các bác à. Đó, chỗ này cái tem này thì nó để ngay chỗ cái quai sắt này hay bị cầm nắm, nên là nó hơi bị cái tem này nó hơi bị cũ nha bác nha. Cái này tem giấy. Nó bị cũ. À, các bác thấy chữ USA rồi nhưng mà nó bị ấy rồi, nên là các bác sẽ không thấy. Còn cái này thì em bao xịn soi cho các bác, bao hàng mấy xịn soi nhé. Đây canh nó thì em sẽ tháo ra cho các bác xem. Đó, canh nha. Đấy, canh mút bên trong nguyên bản của nó rất là đẹp luôn nha bác nha, còn mới tinh. Đấy, dài đây còn mới tinh nha. Bốn lỗ thông hơi đằng trước và một họng chép thì em sẽ tháo đằng sau cho các bác xem. Ở bên này thì chúng ta sẽ qua cái thùng bên này thì chúng ta sẽ xem cái tiếng lo này.
xem tiếng loa nha bác nhé. Và thùng này thì em chỉ tháo tượng trưng một quả bát cho các bác xem, còn tất cả lại các quả bát lại là còn lại là y chang như vậy hết nha bác nhé, không có khác gì hết. Và hàng này bên em bao riêng nhưng bán rất là cao bác. Đây nha bác nhé, đó cái bát nó bát 40 này, găng vải này, cực kỳ là đẹp này, nón là rất là mới, rất là đẹp luôn, nón này, nón ở đây, đó, quá đẹp, tiếng loa. Rồi, ra ngoài đằng sau thì em sẽ tháo đằng sau cho bác xem. Ra ngoài đằng sau bác xem nha. Ốc thì rất là nhiều nhưng mà em đã tháo sẵn hết rồi. Đấy, ngoài đằng sau thì em sẽ quay cho các bác xem được cái phân tầng. Cái phân tầng nó thì các bác thấy là nó cực kỳ là dài và rất là chắc. Đấy, rất là chắc nha bác nha, nó rất là dài luôn. Phân tầng rất cực kỳ là dài luôn nha bác nha. Đó, các bác nhìn này, em sẽ đưa cái găng tay vào cho các bác xem. Đây nha. Đấy, găng tay em nha bác nha. Đấy. Đó, gấp hai gang như này, hai gang tay như vậy nha bác nhé. Đó, chúng ta sẽ có cầu chì này, cuộn cám. Ở đây thì nó sẽ có một cái cuộn sông tàu, cái trong thì có chơi sứ. Nói chung là cái này thì nó là hai mạch, phân tầng hai mạch nha. Mạch bên trong thì chơi sứ rất là to và nhựa tàu và cuộn cám thì cũng rất là nhiều ở phía trong này nha bác nhé. Đấy, cái trong này các bác thấy những con trâu sứ là còn mới tinh, mới như thế này thì nó cực kỳ là chắc rồi. Đó, rất là chắc nhé. Khoảng bi quay ở đây thì các bác thấy mút trích tinh nha, mình sẽ vén cho các bác xem này. Đó, các bác thấy từ bát chưa. Đó, nói chung là ở phía trong này nó như nhau, ở đây tháo một quả tượng trưng rồi thì em sẽ quay cho các bác xem, còn cái bên trong này nó như nhau thôi. Ở đây thì nó có một lớp bút che cái lớp bụi để vào cái côn này. Đấy, cụ chép này, cụ chép B-Way này bác nha. Cụ chép của nó là RX228 ohm, Make in Diệu Đa nha bác nha. Đấy, có thấy chữ Make in Diệu Đa, quá mới, quá đẹp luôn. Và cái cụ chép cực kỳ là to, to khủng bố luôn á. Cụ chép RX22 là rất to, rất to, chép này đánh bao phê. Rồi, em tháo một quá ra. Bên này cũng vậy nha. Bên này thì em sẽ tháo chép cho các bác xem phần tầng luôn. Nó luôn hai thùng nha bác. Qua lo này thì chắc khối vào ba, chơi cực kỳ là hay nha bác nhé, chơi đỉnh cấp luôn. Cái này các bác karaoke thì phê hết thuốc luôn nha bác. Đây, qua chép bên trong này bác nhé, qua chép bên trong này. Đấy, bi quay mấy cái nhiều đa ra đó, rồi X22 8 ohm, có chép to khủng bố luôn. Đấy, từ chép to khủng bố luôn nha bác cha. Phía trong mút tiêu ẩm này đủ nha. Rồi ok, còn tầng nữa đây. Đấy, còn tầng nữa nha, hai lớp. Rồi chúng ta đi vào cái chép thì các bác xem rồi, đi vào cái qua bát này. Quát xương gan đúc nha, xương gan đúc. À, các bác nhìn qua bát cực kỳ là đẹp luôn, từ 2 con 100 mới keng, nó mới keng luôn nha bác nhé. Đấy, từ 2 con 100 nha. Qua bát này thì nó đánh là bao phê luôn bác, bát quá đẹp luôn. Đây các bác nhìn này, bên trong cố lo nhận lo là còn mới tinh này. Đây thì đó, thầy nói là màng lo này. Đấy, rốt lo là còn vàng 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 nghệ quá nha, vàng nghệ này. Quá đẹp. Găng vải tầm dầu dập 4 sóng nha, dập 4 sóng. Cực đẹp nha bác nha. Đây nha bác. Đấy, một cái chạm để gài dây lo thì các bác thấy là nó được mạ đồng luôn nha bác nhé. Được mạ đồng luôn.
Đấy, tiếp xúc tín hiệu rất là tốt. Ra thì các bác thầy sẽ thấy là B-Way 1508 đặt 8 rồi cái model cái bát này và lò 8 ohm nha. Đấy. Trên màn thì dập số là đủ nha. Quá mới, quá đẹp, quá chắc luôn các bác. Đấy. Riêng với qua phân tầng với cái cấu chép với cái bát như thế này thì các bác thấy là cực kỳ là phê nha. Đấy. Rồi, ok các bác, đó là về cái bộ loa, cặp loa B-Way 1015 bên em muốn giới thiệu cho các bác. Và giá cặp loa này thì nó rất là rẻ nha mấy nhá, rất là rẻ so với cái cấu hình của nó. Giá của nó là 16.500.000. Đấy, 16.500.000 nha bác nhá. Thì các bác nào có nhu cầu mua sản phẩm này thì liên hệ cho bác Hùng qua hai số điện thoại trên tấm biển màn hình, kết bạn Zalo, Facebook qua số đuôi 707 nha. Các bác nào mà chưa xem kênh và chưa đăng ký kênh thì các bác hãy ủng hộ kênh Âm Thanh Hùng bằng cách nhấn nút đăng ký, nhấn vào chuông cập nhật theo dõi những video mới nhất và chia sẻ kênh, chia sẻ video nha. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video sau.